Người xưa có câu gừng vàng biết bạc, con biển thì con đồ ăn. Đây Suka sẽ đi bắt cái gì rồi có đồ ăn cho bạn coi. Đây một con, coi ăn được chưa các bác? Mình đó thì kêu con này là nghêu đá, nhưng mình không biết các bạn kêu đó bằng cái gì thôi. Coi đây là nghêu đá, để mình đi bắt cho các bạn xem. Rất là nhiều ở đây nha, nhìn là qua mắt luôn các bạn. Đây con nè, lụm lên mà bỏ xuống đá vậy nè, đó nó bung ra là nó chết, mà bỏ vậy nè kịch xong vậy thôi, đơn giản. Nên mình đi lượm vòng vòng được bao nhiêu con nè. Mấy con này thì cũng dễ lụm. Đây. Đây. Con đây. Bơi ra, cẩn thận nha. Yeah. Phá luôn các bạn. Vô đây. Có khi một chỗ hai ba con. Chỗ này đã có ông chú đi ra ông lụm rồi. Đây là có con ốc bự hồn nè, cái bá luôn, thấy không? Ở trong đây có con ốc bự hồn, lụm mày luôn. Sẽ đi lụm sơ sơ cho các bạn xem. Nó thừa dưới con này nè, bây giờ con này nè, mà chưa biết sống hay chết. Bỏ gì là lụm rồi, chết là sẽ bung ra liền, sống là thấy liền. Qua đây đấy, không biết sống hay chết, gì là chết rồi. Cũng dễ thôi. Cũng khá là dễ tìm. Khá bự. Ở đây có hai con. Đây con coi chết rồi, coi đây. Chết luôn. Hình như thủy triều đang lên. Đây con nè. Chết luôn. Đây con nè, chết luôn rồi. Đâu được sò lông rồi bạn ơi, sò lông nha, còn sống mày hả bưởi. Dễ à, quá dễ ăn. Đây. Ở đây sống chăm chăm rồi. Đàm kêu đây là sống chăm chăm rồi. Đường đào phản. Còn đây. Đấy, xì nước ra. Yeah. Thử đá này. Đây
em này còn sống nè. Chết luôn rồi. Đang coi nè. Chết rồi. Mấy con mà nằm nửa thân mình là sống. Còn mấy em mà nằm chổng chơi lên cao thì 50 đây. Có đây. Thấy rõ. Con này nè. Con này sống chậm nè. Đó. Gì là lắm rồi. Sống rồi. Như con này nằm ở đây thì 50 hơn nó thì nó sống, còn xuôi thì nó chết. Mà thường là nó chết thôi. Nó nằm trên cao là nó sẽ chết thôi. Ở đây còn ốc mượn hồ rồi nè. Đấy. Nó hút vô rồi. Ở đây còn ốc gì nè. Con này không biết sống không? Bỏ ra là chết rồi. Cái này như rất là đẹp, bãi này rất là đẹp. Chờ bảo không thấy gì đâu. Con này. Rồi sống rồi. Dễ không? Đây. Con này. Chết rồi.
cho gốc bự hồn nè. Má chà bá luôn Ngọc. Trời ơi, anh bắt đó mà. Được con. Thôi, thử làm được rồi. Trời, quay mới đẹp quá. Thôi bắt cái này tay được rồi. Ở kia nhóc Ngọc, Ngọc. Đi làm kia bắt không? Hả? Lấy gì đập nó? Đập cái vỏ ra gì? Đi lên kia bắt không? Đây này Ngọc, ngã ba đá nước rồi nè. Nằm dưới.